xuất hiện cầu thủ chỉ vừa vào sân, anh em đã biết ngay kết quả. Mới đây trong một giải bóng đá phong trào nữ, đã xuất hiện một cầu thủ vừa vào sân, anh em đã thấy công thủ toàn diện. Phút thứ 21 bên đội FC Quan Độ đã có sự thay người, khiến thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Đó là Hạnh Siro mang số áo 5, vừa vào sân anh em đã đoán ngay kết quả là 2-0.